Xin chào anh chị ạ. Hôm nay thì tôi có rất nhiều đá vàng, dòng đá xi chin, đủ các loại hình dạng này, hình tròn này, hình tam giác này, hình baguette này, chữ nhật dài này, hình chữ nhật này, hình hạt thóc này, hình vuông này, hình oval này và một cái hình trái lê rất là to. Vậy những cái viên đá này làm được những gì thì tôi mời anh chị theo dõi tôi xem viên đá và xem những cái mẫu sản phẩm đi cùng với viên đá này nhá. Thì đầu tiên này, đầu tiên là viên 6303, viên này nặng 4,9 carat, giá của nó thì 2 triệu 205 ngàn, kích thước là 11 x 9,6 x 7,6. Viên này thì anh chị hoàn toàn làm được một chiếc nhẫn nam hoặc một chiếc mặt dây. Còn đây là viên đá của chúng ta. Ui rồi, sáng khiếp, sáng lung linh luôn. Làm nhẫn nam thì đẹp thôi rồi, mà cái hình oval này thì nó rất là dễ tính, làm được rất nhiều sản phẩm, đặc biệt là nhẫn rất là sáng, giá cắt cũng rất là nhiều, sáng rực rỡ. Xi chin plazin anh chị nhá, ở Việt Nam không có đâu ạ. Đây là viên thứ nhất này, cực kỳ sáng luôn ạ, màu vàng quá đẹp đó, viên thứ nhất. Tiếp theo là viên thứ hai đây. Viên này thì lại nhạt hơn một chút. Viên này là 6250. Khối lượng là 3,45 carat. Giá của nó là 1,6 triệu. Kích thước là 11,1 x 5,4. Tôi lấy cái rẻ tôi lau lại. Viên này thì hình thù là hình tam giác anh chị ạ, nhưng mà tam giác này là tam giác cong nhé. Đây. Đây cái tam giác cong mà. Viên này thì nhạt hơn viên kia nhiều, có nào tôi nói thế. Hình cũng giống giống cái hình trái tim. Đây, xin nhìn thế nào cho đây rồi. Nhạt hơn. Giống hình trái tim. Cũng sẽ có khá là nhiều sản phẩm đi kèm với cái này, nhưng mà tôi nghĩ đến bông tai nhiều hơn. Rồi, đây là viên thứ hai của chúng ta. Tiếp theo ạ. Viên thứ ba, hình chữ nhật. Nhưng mà hình chữ nhật khi mà chiều dài nó khá là dài so với chiều rộng anh chị ạ, thì thường người ta sẽ gọi là hình baguette. Cái hình này cũng như là cái hình tam giác trước thì tôi nhớ đến một cái mặt dây cũng rất là đẹp. Đây, mặt viên này là 8756, khối lượng 8,15 carat, kích thước là 18,2 x 8,4 và nhân 6,6. Còn giá thì anh chị cũng không không cần nặng nề đâu. Đây là một dòng đá khá là kinh tế. Thực ra Xi Chin thì cũng tên gọi khác của nó là một dòng đá Thạch Anh. Và nó màu vàng thì sẽ rất thích hợp với những người mệnh thổ và mệnh kim. Còn mệnh thổ và mệnh kim như thế nào thì tôi cũng sẽ chia sẻ với anh chị nhé. Cái này làm mặt dây cũng rất là hay, còn làm nhẫn thì có vẻ hơi dài. Mặc dù là chúng tôi cũng có những cái mẫu nhẫn dành cho viên đá này. Rồi chúng ta sẽ chuyển qua viên khác. Rất là nhiều hình đúng không ạ? Đây, cái này thì chính xác là hình chữ nhật. Viên này là viên 1478, khối lượng 2,85 carat, kích thước là 10 x 8 x 5. Chắc là anh viết thông số anh làm tròn đấy, tôi nghĩ là nó cũng không tròn đến mức này đâu. Nhưng mà chúng ta không nặng nề. Với cái chiều dài của viên đá này là 10, chúng ta làm một chiếc nhẫn cũng hoàn toàn phù hợp, một cái mặt dây cho trẻ em cũng được. Từ nãy đến giờ thì anh chị nếu mà quan sát Xi Chin cùng tôi thì cũng nhận ra một điều là những cái viên mà nó cắt cắt facet thì có vẻ nó vàng hơn đúng không ạ? Còn những cái viên mà cắt trơn trơn như này thì có vẻ nó kém sang vàng hơn. Đó, có nào là tôi nói vậy. Đây là viên hình chữ nhật. Tiếp theo, một viên hình hạt thóc anh chị nhé. Hạt thóc thì làm gì? Hạt chắc chắn là nó sẽ làm được một cái gì đó rồi. Tại vì nó sinh ra là nó phải có nghĩa vụ với cuộc sống rồi. Thì nó sẽ làm được. Đây. Viên này là 8881, khối lượng 1,8 carat, giá kích thước là 11,9 x 6,2 và nhân 4,7. Đây chính là viên hạt thóc vừa rồi. Hạt thóc hoặc là hình chữ nhật, hình thù nào thì chúng tôi cũng có rất nhiều. Nhưng mà tôi chọn ra một hình thôi. Để làm mặt dây hoặc làm bông tai đều được, hoặc một chiếc nhẫn. Ở trên website Tai Game cũng có rất nhiều mẫu, có cả mẫu nhẫn cho hạt thóc.
cực kỳ giống là hạt thóc thôi. Đấy. Rồi chúng ta chuyển qua một viên. Viên này cũng là một viên oval. Viên đầu thì có vẻ oval nhưng cũng tương đối tròn. Còn viên này là oval hẳn anh chị nhá. À, viên 5580. Khối lượng là 8,75 carat. Giá là 3.938.000. Kích thước là 16 x 13 và nhân 7. Tức là chiều dài với chiều rộng là nó khác nhau tương đối rõ rệt đấy. Viên này hơi to. To thì sẽ thích hợp làm nhẫn nam hoặc mặt dây. Tất nhiên là các chị em nào mà phá cách thì chúng ta vẫn có thể làm. Viên này là cũng hơi khó kẹp anh chị ạ. Đây. Trong nhìn xuyên thấu. Nhưng mà là tôi ưng viên đầu nhất, cái viên 6303. Càng nhiều giác cắt thì nó lại càng sáng. Rồi, tiếp theo thì tôi mời anh chị chuyển qua một viên. Viên này cũng rất là vàng. Và nó là hình trái lê, hoặc là có thể nói là hình trái tim. Nhưng mà nó hơi dài. Viên này là viên 6908, khối lượng là 13,5 carat. Kích thước là 23,8 x 13,6 và nhân 7,3. Viên này thì nếu mà làm mặt dây, xin phép anh chị nhé, tôi cầm trên tay cho tiện. Bởi vì viên này khá là to, khá lớn, đẹp. Rất là vàng. Viên này cũng rất là vàng. Cầm trên tay thì có cái là nó hơi bám mồ hôi, nhưng mà nó tiện. Đây là mặt dây, chúng ta có để thế này được, mà để thế này được. Thì một lát nữa thì tôi sẽ tìm một số mẫu mặt dây để phù hợp với cái viên này. Rồi, rất là bám mồ hôi ạ. Rồi. Tiếp theo thì là một viên hình vuông. Đây, viên này là 5456 này. Khối lượng 3,55 carat này. Kích thước là 14 x 11. Giá của nó gọi là 1 triệu 6 anh chị ạ. Đây, viên của chúng ta. Đúng là hình... Tôi thấy hình những cái hình oval là có vẻ vàng. Vàng hơn rất nhiều. Để bám mồ hôi tay. Và có lẽ Sichin Brazil thì nó vàng hơn. Rồi, còn mệnh thổ và mệnh kim thì như nào thì anh chị chờ tôi một giây, thì tôi có tổng kết cái bảng ở đây rồi, thì mời các anh chị cùng xem luôn. Đây, ở đây tôi có tổng kết cái mệnh ngũ hành năm sinh là từ 16960 tới 2020. Những anh chị mệnh kim là sinh năm 62 này, 63 này, 70, 71 này, 84, 85, 92 và 93. Ngoài ra là 2000, 2001, 2014 và 2015. Thế 2 năm liên tiếp thì một mệnh anh chị nhé. Còn mệnh thổ là 1960, 1961, 68, 69, 76, 77, 90, 91, 98, 99, 2006, 2007, 2020 và 2021. Đấy, năm sau là năm của ngũ hành thổ. Vợ chồng nào mà có mệnh thổ, mệnh kim thì sinh con năm sau cũng rất là hợp. Rồi tiếp theo thì mời anh chị xem xét cùng tôi đi xem một vài cái thiết kế để phù hợp với cái sản phẩm vừa rồi. Rồi mời anh chị cùng chọn các cái mẫu sản phẩm cho những cái viên đá này anh chị nhé. Khả năng cao là dành cho những người mệnh thổ và kim tất nhiên rồi. Nhưng mà tôi là mệnh hỏa, đôi khi tôi vẫn mặc áo đen anh chị ạ. Rồi thì chúng ta đi vào chủ đề chính ạ. Ví dụ chọn nhẫn nam đi. Thì vừa xong là chúng ta có rất nhiều hình. Ví dụ hình oval tròn thì anh chị xem nhiều rồi. Tôi sẽ bấm những cái mẫu nhẫn vuông xem nào. Có mẫu nhẫn nào đẹp không? Đây. Đây. Hai mẫu công sở nhỏ nhắn này. Nam, tôi thấy hai mẫu này thì nó rất là unisex. Nam đeo được, nữ đeo được. Còn mẫu nhẫn này thì to như này thì chỉ có nam rồi. Các cái mẫu hình vuông, hình chữ nhật, nhiều mẫu rất là đẹp. Rồi còn cách làm thì anh chị cứ vào phần kiểu dáng chọn hình dáng nhé. Cái hình dáng này là hình dáng của viên đá, rất là nhiều mẫu. Đây, mẫu này cũng rất là đẹp mà.
Đây, mẫu này là viên đá sichin luôn này. Chúng ta không quan tâm màu sắc viên đá, chúng ta chỉ quan tâm đến cái hình dạng của viên đá. À, đây là một số cái mẫu nhẫn nam hình vuông. Tôi bấm thêm cả hình chữ nhật nữa. Rồi, mẫu này tôi thấy rất là hay, chúng ta mở ra xem nữa. Đây là các mẫu rất là đẹp. Tôi bật sang trang 5. Trang 5 này ạ. Đây, mẫu này rất là hay. Mời anh chị ngắm qua ba mẫu này. Mẫu này thì làm ổ bao. Đây, làm ổ bao rất là chắc chắn. Bốn sẽ là hai bên mã nhẫn và mặt trước mặt sau ấy là có kết những cái viên đá tấm hoặc là kim cương hoặc là monzonite. Còn đá kim cương monzonite thì anh chị xem đây giúp tôi. Vào một đá quý này. Đá quý này, kim cương này. Thì anh chị sẽ nắm được giá của các loại sản phẩm kim cương. Ví dụ như 3 ly này. Đây là 1 ly mốt này, đấy. Rồi hoặc là loại đá khác là monzonite này. Đây ví dụ 1 ly này, monzonite thì giá nó rất là rẻ. Độ cứng thì cũng cao, phản xạ ánh sáng cũng tốt. Và một viên 1 ly thì có 13.000 một viên thôi ạ. Còn viên 2,9 ly có 250.000. So với kim cương thì phải nói là giá nó rất là kinh tế. Viên 2,9 ly 250. Chúng ta xem lại kim cương xem. 2,9 ly là đây, viên này là 1 triệu 9 rồi. Chênh nhau rất là nhiều. Đó, đây là phần đá tấm nhá. Tiếp theo đây là viên đá nhẫn song điêu đính đá CZ và kim cương tự nhiên. Viên này cũng rất là huyền ảo. Màu sắc đỏ huyết bồ câu. Nhẫn này là 35 triệu này. Vàng 18K 5 chỉ. Khoảng 5 chỉ. Đá chủ là Cubic Gricona, đá CZ. 26 viên kim cương tấm. Nhẫn song điêu, nhẫn rất là hay. Đây, chi tiết thì anh chị xem trong video giúp tôi. Đây cũng là một mẫu rất là hay. Riêng cái mẫu này thì cực kỳ là đặc biệt. Anh chị nhìn cũng thấy đặc biệt rồi đúng không ạ? Đá chủ này, ổ bao này. Hai bên mã nhẫn thì hàng thứ nhất này, từ trên xuống nhé, từ mặt đá chủ xuống, kim cương này. Rồi dưới lại còn có hai viên đá hình chữ nhật nữa, cũng màu sắc như đá chủ. Như vậy là chúng ta có thể kết hợp nhiều màu sắc trên một chiếc nhẫn. Mặt trước mặt sau cũng rất là đường nét góc cạnh. Và thêm hai viên đá tấm, có thể là kim cương hoặc monza hoặc đá tấm trắng vân vân. Rất là hay. Đây là về mẫu nhẫn hình vuông và chữ nhật. Ngoài ra tôi thử xuất sang mẫu nhẫn trái tim rồi. Có một mẫu. Mẫu tam giác. Mẫu tam giác thì không có, khả năng là cũng không có. À, anh nào làm mẫu này. Còn hai mẫu Victory thì anh chị quá là quen thuộc rồi, rất là nhiều mẫu đẹp và thỏa sức sáng tạo với hai cái mã nhẫn. But, ví dụ như đây Victory logo công an nhân dân này, hai logo này thì anh chị có thể làm gì tùy thích. Tôi xem còn mẫu nhẫn nào đặc biệt không. Đây là những tai game này. Đây là Victory này. Rồi chúng ta xem tiếp. À, xem nào, nhẫn đặc biệt. Đây là những mẫu nhẫn đặc biệt. Nhẫn năm sinh này, nhẫn chữ cái này. Nhẫn này là nhẫn la bàn. Nhẫn này là mình khắc một cái chữ gì đó mình muốn. Còn đây là nhẫn bát quái này. Nhẫn này là nhẫn vô định hình. Tổng giá là 11.432.000. Theo tôi nghĩ đây là vàng 10 anh chị ạ. Tại vì một nhẫn nam thì khối lượng vàng nó khá cao. À, chính xác nó là vàng 14K 2,7 chỉ và tinh thể ruby thiên nhiên và tổng giá là 11.432.000. Một góc khác của chiếc nhẫn này. Đây, chấu tinh thể vô định hình thành ra chấu nó cũng rất là kỳ quặc, nó không có sự cân đối gì. Người ta gọi là phá cách. Phá cách không theo khuôn khổ nào. Rồi. Nói chung là anh chị cứ khám phá thôi. Rất là nhiều mẫu nhẫn đặc biệt. Mẫu này thì kiểu như là vương miện. Còn mẫu này là một chú cóc thiềm thừ ở đây.
cóc thiên thư sapphire đồng tiền, nhẫn phong thủy đấy. Rồi đấy là nhẫn nam này, chúng ta qua nhẫn nữ này. Nhẫn nữ thì thường thường là nhỏ nhắn xinh xắn này. Nhẫn nữ thì tôi nghĩ là hình trái tim, hình tam giác cũng rất là nhiều đấy. Đó, đây rất là đẹp. Khối lượng vàng thì anh chị yên tâm, mẫu nhẫn nữ thì nó nhẹ nhẹ rồi. Quá là đẹp, tôi thấy mẫu nào đẹp. Đây gọi là hình trái lê này. Đây hình trái tim này. Trái tim, trái tim này. Mẫu nhẫn này cũng khá là đặc biệt đấy. Rất là đặc biệt. Rồi bây giờ tôi sang mặt dây nhé. Mặt dây chúng ta tìm kiểu dáng. Tôi ví dụ mặt dây thì tôi quan tâm đến hai cái hình dáng đặc biệt, đó là cái trái lê rất là dài. Trái lê rất là dài, đây tôi đang cầm trên tay đây. Trái lê rất là dài. Và một cái hình nữa là hình baguette, hình chữ nhật dài. Đây, tôi sẽ tìm hai cái mặt dây cho hai cái viên đá vừa rồi. Thì chúng ta sẽ vào mục chữ nhật này, thêm cả đặc biệt đấy. Thêm cả giọt nước. À, hạt thóc luôn đi ạ. Chữ nhật trước đi ạ. Chữ nhật. Đó. Viên đá xi chin lắp vào đây thì cũng rất là hay. Mà mặt dây này thường thường tôi thấy mặt dây của các chị em đeo là chính, hoặc là các trẻ em. Đây, đây là mặt dây tourmaline này. Đá tourmaline, mặt dây này rất là đẹp, rất là phù hợp với cái viên đá này anh chị ạ. Là hai cái mặt dây này này. Tôi sẽ bấm ra nhé. Hai mặt dây này rất là phù hợp. Cái chiều dài rồi là cái tỷ lệ của nó. Một cái này thì cũng được thôi. Đây với cái mặt dây này mà lắp viên đá này mà lắp vào thì cũng rất là phù hợp. Mặt dây cũng rất là đẹp, rất là cân đối. Và đây mặt dây này, mặt dây này lại là sự kết hợp của ba viên đá. Màu sắc như này là tourmaline này, một viên kim cương hoặc đá tấm ở giữa và một viên hình chữ nhật. Chính xác là hình tứ giác thôi, nó bốn cạnh. Rất là nhiều sản phẩm cho những cái viên đá vừa rồi. Đây là mặt dây này, bông tai này, bông tai. Bông tai thì chúng ta cũng có đó. Bông tai thì quan trọng là chúng ta phải tìm hai viên nó tương đồng một chút. Còn đá tự nhiên thì nó sẽ không giống nhau 100% anh chị nhé. Nhưng mà chúng ta cứ tương đồng, càng nhiều càng tốt. Mặt dây cũng rất là nhiều hình dạng, chúng ta lọc thử một hình đi. Ví dụ như là hình chữ nhật chẳng hạn. Đó. Hình chữ nhật. Hình oval và hình tròn thì sẽ là hình mà nó thông dụng nhất. Hệ mặt chúng ta thử bông tai trái tim xem có. Đây bông tai trái tim đấy. Hoặc là tam giác, trái tim tam giác hình dạng nó cũng xem nhau. Bông tai hạt thóc đấy. Hạt thóc thì chưa thấy có bông tai nào đặc biệt. Đây là những cái chiếc bông tai rất là đặc biệt, kỳ công, cấu thành bởi nhiều viên đá quý và thậm chí là nhiều loại đá quý, nhiều loại hình dạng. Đây cái đôi này tôi thấy khá là đặc biệt, chúng ta xem qua một chút ạ. Bốn trang. Đây xem cái mặt sóng. Đây là hai cái mặt dây này thì nó là hai, có thể nói là hai bức tượng. Hai bức tượng đeo vào cũng rất là cá tính, cũng rất là hay. Anh chị nào phá cách lắm mới đeo hai mặt này. Rồi vừa rồi thì tôi và anh chị cùng xem 8 viên đá quý xi chin và một số các cái sản phẩm phù hợp với những viên đá vừa rồi. Thì cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video này nhé. Hẹn gặp lại các anh chị trong các video tiếp theo. Rồi, xin chào.